MC Thanh Bạch ra đi, nghệ sĩ Xuân Hương được biết đến là vợ cũ của MC Thanh Bạch. Hậu ly hôn, Xuân Hương từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ những câu chuyện gây sốc về cuộc sống vợ chồng với Thanh Bạch. Sau hơn 17 năm ly hôn, ở tuổi U70, nghệ sĩ Xuân Hương hiện sống đơn độc trong ngôi nhà vườn giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, bà ít hoạt động sân khấu, dành nhiều thời gian cho bản thân, tìm niềm vui từ việc nấu ăn, bếp núc, bán đồ ăn online. Mới đây trong một talk show, vợ cũ MC Thanh Bạch có những chia sẻ xúc động về sự chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình. Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ, tôi cũng đã nghĩ đến những chuyện xấu nhất. Nếu tôi đi một cái thì đơn giản quá, nhưng nếu mà có chuyện gì thì bạn bè thân thiết sẽ lo cho tôi. Tôi bảo với họ là tôi có để dành một số tiền đủ để mua chiếc quan tài rẻ nhất. Sau đó những người xung quanh đó hãy mang tôi đến lò thiêu. Nghệ sĩ Xuân Hương nói cuộc đời của cô đã quá đáng sống và ai chân tình cũng đã quá rõ. Vợ cũ MC Thanh Bạch nêu quan điểm. Tôi nghĩ một đám ma không là gì, chỉ là tình cảm mà người sống dành cho người chết và là phong tục từ xưa đến giờ. Tôi xem như không chồng không con nên cũng chẳng cần mang đến chùa hay để thờ phụng gì cả. Cứ kiếm chỗ nào sạch rồi giải xuống. Thúy Nga xót xa vì ca sĩ Randy mỏi mòn tìm mẹ thất lạc gần 20 năm. Nhắc đến cái tên Randy sinh năm 1971, khán giả đam mê dòng nhạc bolero sẽ nghĩ ngay đến chàng ca sĩ người Mỹ gốc Việt với ngoại hình cao lớn rất Tây nhưng cực sõi tiếng Việt, lại sở hữu giọng ca nội lực trầm buồn và giàu cảm xúc. Hành trình hoạt động nghệ thuật của anh là những dấu son với những bản nhạc chất chứa tiếng lòng của người con khao khát tình mẫu tử như mẹ, cõi lòng, cũng chính tuổi thơ bất hạnh và hành trình 17 năm tìm mẹ. Tâm sự của Randy tại tập 115 chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lấy đi không ít nước mắt khán giả, đồng thời người xem cũng hạnh phúc thay khi chứng kiến cuộc sống viên mãn của gia đình anh tại Mỹ. Lớn lên tại cô nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng, ca sĩ Randy đã làm quen cuộc sống tập thể với rất nhiều đứa trẻ khác. Khi lên 5 tuổi, anh được mẹ nuôi xin về để phụ giúp chăn bò, trồng khoai, cấy lúa. Vì mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ với nước da ngăm đen, từ nhỏ anh thường xuyên bị bắt nạt, trêu chọc. Năm 90, ca sĩ Randy đặt chân đến Mỹ, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới tại vùng đất xa lạ, được gặp gỡ và dẫn dắt bởi các nghệ sĩ gạo cội như cố nhạc sĩ Thu Hồ, nhạc sĩ Mỹ Huyền và ca sĩ Anh Tuấn. Randy ngày càng được khán giả yêu mến và tạo nên tên tuổi với ca khúc Nó. Sau 2 năm đến Mỹ là tôi bắt đầu đi hát. Ở đây show cũng không nhiều nhưng CD thì bán rất chạy. Thời gian đi show bên Úc, Randy mới vừa đến khách sạn. Là có người tới gõ cửa, sang tay 1.000 CD là lời 4.000 đô rồi. Một tháng vừa thu âm vừa đi show cũng kiếm được 15.000 đến 20.000 đô. Nhưng từng kham khổ quá nhiều nên lúc đó tôi tiêu xài xả láng lắm. Nếu biết để dành thì có thể bây giờ tôi thành đại gia bất động sản rồi. Nam ca sĩ hài hước. Khi có thể làm chủ cuộc sống cũng là lúc ca sĩ Randy bắt đầu hành trình tìm mẹ, dù đã ôm nỗi niềm ấy suốt nhiều năm, nhưng vì ở cô nhi viện từ nhỏ không có manh mối nào về mẹ, thậm chí đến năm 2010, Randy mới biết tên thật và ngày sinh của mình sau 39 năm tồn tại trên cõi đời. Anh đã tìm khắp Việt Nam, thử kiểm tra ADN với rất nhiều bà mẹ mất con, nhưng chỉ phí công vô ích, nhiều lần ôm hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng tràn trề, khát vọng tìm mẹ trong anh cũng không còn cháy bỏng như trước. Ca sĩ Randy bộc bạch. Mỗi khi lên sóng, Randy đều chia sẻ ngày sinh của mình để mẹ có thể nhìn thấy và tìm đến. Nhiều năm tìm kiếm vậy, Randy nghĩ có thể mẹ đã về thế giới bên kia rồi. Một phần vì Randy đã gần 60 tuổi thì mẹ cũng đã gần đất xa trời. Một phần tôi từng nằm chiêm bao thấy báo mộng, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn tìm lại gốc gác của mình. Còn cha thì đã tìm được nhưng cũng biết ông đã qua đời. Bây giờ mình cứ làm tốt bổn phận của mình thôi. Lắng nghe chuyện đời đấy trắc trở của người nghệ sĩ tài năng, Thúy Nga chỉ biết ngậm ngùi chua xót. Em rất xúc động khi nghe chuyện của anh, mong chính chương trình sẽ cho anh cơ hội tìm được mẹ của mình, hoặc chí ít cũng có thể tìm lại họ hàng bên ngoại nếu mẹ không còn. Sau ngần ấy năm tổn thương, anh gửi cảm xúc vào những bài hát bolero và không ngờ điều đó giúp anh có duyên được gặp người vợ hiện tại, cứu vớt cuộc đời vốn đã nghiệt ngã muôn phần. Ca sĩ Randy trải lòng về những người mẹ. Tất cả những ai biết đến hoàn cảnh và hành trình tìm mẹ của ca sĩ Randy, giọng ca nổi tiếng với ca khúc Nó đều khó kìm xúc động. Nhưng ít ai biết, để đi đến quyết định quay lại đối diện với nơi mà trong ký ức từng là nỗi ám ảnh, Randy đã trải qua nhiều thay đổi trong cảm nhận, suy nghĩ về một người. Người đó anh không hề biết mặt nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc đớn đau và khát khao nhất, đó là mẹ. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, đến 5 tuổi cậu bé Trần Quốc Tuấn, tên trong giấy tờ của ca sĩ Randy, được một gia đình ở Hội An, Quảng Nam nhận làm con nuôi cho đến năm 90. Lúc 19 tuổi, anh theo một gia đình người Hoa đến Mỹ. Đó là quãng thời gian đứa con lai sống trong sự kỳ thị, phân biệt của những người nhận anh làm con. Những người hàng xóm và chính anh cũng kỳ thị bản thân khi nhìn rõ sự khác biệt trên cơ thể mình. Làn da đen nhẻm, tóc xoăn nhưng tên gọi thằng con lai, con hoang, đồ Mỹ đen theo anh từ thuở nhỏ, càng để Randy tách biệt về thế giới xung quanh. Khi đó anh luôn tự hỏi, tại sao mẹ sinh tôi ra, tại sao lại vứt bỏ tôi, tại sao bà sinh tôi lại khác với mọi người thế này? Từ nỗi đau của bản thân, cảm nhận về người đã sinh ra mình với Randy lúc ấu thơ ấy, chỉ là sự giận hờn lẫn oán trách.
Randy nhớ lại, những lúc đi chân bò, anh thường nhìn xuống hố nước ở ngoài đồng và nghĩ, dưới chiếc hố kia là bùn, là rác hay là phân, bẩn cỡ nào anh cũng sẽ nhảy xuống. Nếu nó có phép màu giúp da không còn đen, tóc không còn xoăn để được sống, được yêu thương và quan tâm như bao người. Khát khao đó anh chỉ giữ cho riêng mình, không còn lấy một người để chia sẻ, và anh lại chút tâm tư bằng cách oán trách người đã sinh ra mình. Việc quay lại tìm mẹ ngày hôm nay của Randy là điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Sang Mỹ, bước chân vào nghề hát, có điều kiện để học hành, cũng là lúc cái nhìn về cuộc sống con người của anh thay đổi. Anh bắt đầu mày mò tìm hiểu về văn hóa lịch sử của Việt Nam. Anh hiểu rằng mình sinh ra ở thời chiến khốc liệt, lại là đứa con của hai người giữa hai chiến tuyến. Quan niệm của người Việt lại rất khắt khe, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước đây anh nghĩ mình bị mẹ bỏ rơi, bị hắt hủi, giờ anh lại đặt ra nhiều tình huống. Sinh con vào thời chiến, biết đâu vì cuộc sống quá bần cùng, không đủ sức che chở cho con, nên mẹ phải gửi anh vào cô nhi viện như là một sự sắp đặt tính toán để con được sống, được tìm một chỗ nương tựa. Hành động đó chắc gì đã là sự bỏ rơi, mà biết đâu lại là sự hy sinh của mẹ. Biết đâu mẹ cũng đang đau khổ, muốn biết đứa con mình rứt ruột sinh ra bây giờ thế nào. Rồi khi Randy có gia đình, có con, anh càng thêm khát khao, muốn được sống với cảm giác về tình mẹ dù chỉ một giây. Điều này đã thôi thúc anh quay lại nơi từng là nỗi ám ảnh cuộc đời để tìm mẹ. Hành trình này bắt đầu từ năm 2007 và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần thường hình dung, nếu gặp mẹ tôi sẽ xà vào lòng bà, được bà hôn lên tóc, vuốt má, thì cho dù mình có hơn 40, 50 hay 60 tuổi đi nữa vẫn như một đứa con nít. Trong bấy nhiêu năm, Randy đi khắp các vùng miền ở Việt Nam, làm mọi cách để nhiều người biết đến mình, nhưng không phải với vai trò một ca sĩ, mà đơn thuần là đứa con hoang, quay lại nơi mình có mặt trên cuộc đời, với hy vọng gặp được người sinh ra mình. Randy nói rằng không phải là anh đang đi tìm mẹ, vì anh không có tên tuổi, chỗ ở hay bất cứ thông tin nào về bà để tìm, mà anh đang làm công việc giao tin về bản thân, với hy vọng người sinh ra anh biết đứa con của mình còn sống và đang khát khao gặp bà. Cũng chính vì lẽ đó, trên hành trình của mình, Randy đã gặp không biết bao nhiêu người tìm đến anh. Bản thân họ cũng nuôi hy vọng gặp lại đứa con lai đã thất lạc của mình. Những người mẹ tìm gặp Randy, kể cả sau đó biết anh không phải đứa con họ đang tìm, vẫn đưa đến cho anh nhiều tình cảm. Trong họ, anh thấy được quá khứ đớn đau và dai dẳng, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Hậu quả của chiến tranh không chỉ để lại những cơ thể tật nguyền hay là sự hy sinh mất mát, mà còn đó biết bao nhiêu người phụ nữ có con lai phải chôn giấu quá khứ như bí mật cuộc đời. Đó cũng là rào cản để những đứa con lai như anh khó khăn trong việc tìm lại người ruột thịt. Có những người mẹ gọi điện cho Randy trong nước mắt khi đề nghị: tôi muốn gặp cậu vì có thể cậu là con trai của tôi, năm nay nó cũng tầm tuổi cậu, nhưng chỉ có thể gặp trong bí mật, tôi không thể để ai biết về sự thật này. Với các trường hợp, Randy đều hỏi han rất kỹ, nếu các thông tin không trùng hợp, anh từ chối gặp để họ không hy vọng, cũng như tránh cho họ không gặp phải những tình cảnh khó xử. Người Randy đến gặp gần đây nhất là bà mẹ gốc Huế, hiện đang sống ở Đồng Nai. Các thông tin về đứa con của bà mẹ này thật ra chưa trùng khớp với thân phận của mình. Randy không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn quyết định đến gặp bà vì anh thật sự xúc động trước sự can đảm, công khai chuyện quá khứ đã giữ kín bấy nhiêu lâu để được gặp đứa con. Người mẹ này rất tin tưởng anh là con trai của bà. Bà thường xuyên gọi điện hỏi han nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe hay việc xét nghiệm ADN. Bà tự đi lấy máu, đem đi gửi, chứ không để ai làm vì không yên tâm. Điều này là động lực cho anh, bởi anh đã từng nghĩ đến tình huống có thể mẹ biết đến sự xuất hiện hôm nay của mình, nhưng vì cuộc sống hiện tại, quá khứ đau lòng mà không thể lên tiếng nhận anh. Randy biết trường hợp một cô con gái lai quay lại Việt Nam tìm gặp mẹ, những người em cùng mẹ khác cha nhận cô, nhưng chính người sinh ra cô lại nhất quyết từ chối không nhận vì bà không đối diện được với quá khứ. Nếu điều đó xảy ra với tôi cũng không trách mẹ. Tôi đã lường trước điều này. Nếu để nhận lại đứa con mà mẹ phải đánh đổi tất cả, phải đối mặt với quá khứ đớn đau, thì không phải điều tôi mong muốn. Cha mẹ có thể hy sinh vì con không thể hy sinh vì bố mẹ mà. Randy chân thành. Suy nghĩ là vậy, Randy vẫn không giấu được. Anh đã rất hồi hộp, chờ đợi kết quả ADN vào giữa tháng 9 tới, không chỉ riêng với người mẹ ở Đồng Nai, mà còn với hai người phụ nữ ở Đà Nẵng và Đắk Lắk. Nếu kết quả lần này vẫn chưa cho anh gặp được mẹ, Randy nói, việc anh quay lại tìm mẹ diễn ra một cách rất tự nhiên, nên đến một ngày có thể kết thúc rất tự nhiên. Nhưng chỉ ít bây giờ anh đã để lại ADN, như là giọt máu của mình ở Việt Nam. Nếu người sinh ra anh muốn tìm gặp đứa con của mình sẽ dễ dàng hơn. Khi đó Randy sẽ hoàn thành được khát khao xà đầu vào lòng bà để cất lên tiếng gọi mẹ.